Hello, chào mừng ông bà cô chú đã quay trở lại với video hôm nay của Social TV. Tiếp tục cập nhật những tin tức mới xoay quanh nàng gạch con nha mọi người. Mới đây nhất thì MC Diễm Quỳnh ngày hôm nay 30 tháng 8 có chia sẻ là buổi sáng cô đã đến chùa Pháp Vân cũng như chuẩn bị những cái lễ vật để cúng cho chị hai. Cô chia sẻ là hôm nay sáng nay cũng đến thắp hương dâng hoa và món ăn chị yêu thích tại chùa Pháp Vân, ngôi nhà Phật thân thương của chị và những người con trai theo đường tu tập. Tối hôm nay, rằm tháng 7 âm lịch sẽ sáng ánh đèn sân khấu cùng lời ca tiếng hát của các con, các em, các cháu và đồng nghiệp chị cùng vang lên. Ai cũng mang trong lòng nỗi nhớ tiếc thương 2 năm vắng bóng chị. Lúc này đây, tại giữa phòng linh ảnh trang nghiêm của Pháp Vân Tự, di ảnh trang thờ chị được đặt một vị trí rất đặc biệt bên dưới ngài là di ảnh các vị tướng chính phủ quyền lực của Việt Nam ta như cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, vân vân. Tiếp đó là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Em và mọi người yêu thương chị chắc hẳn luôn rất tự hào về chị. Rằm tháng 7 Vu Lan báo hiếu năm Quý Mão năm nay, Pháp Vân Tự tổ chức thật lớn, trang hoàng thật đẹp và có chương trình văn nghệ trong tối đêm nay, có sự góp mặt của Thiên Ngân Yuno với lại Tiết Nhung nữa đó mọi người. Và cô bé Phạm Tuyết Nhung hôm nay cũng có chia sẻ chúc cả nhà ngày lễ Vu Lan thật an lạc và hạnh phúc bên cha mẹ và gia đình. Chúc cả nhà có một mùa Vu Lan thật ấm áp. Chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Xem ca nhạc tại chùa Pháp Vân rồi hả ngủ ạ. Đáp lại lời chúc dễ thương của Tuyết Nhung thì rất nhiều fan hâm mộ đã vào bình luận cũng như thả tim và có nhiều comment dễ thương lắm. Chúc Nhung con luôn bình an và mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với Nhung con nè. Hình hôm nay xinh cute quá nè. Chúc con gái mau khỏe nhé. Chúc con ngày lễ Vu Lan cũng bình an hạnh phúc bên gia đình. Chúc con có nhiều sức khỏe, hết bệnh chưa con gái. Và thật bất ngờ mình thấy rất là nhiều bình luận đều để lại hỏi thăm sức khỏe của Phạm Tuyết Nhung. Chứng tỏ fan hâm mộ cũng rất yêu quý Phạm Tuyết Nhung và luôn mong muốn Tuyết Nhung có được sức khỏe tốt nhất để có thể chạy được nhiều show và đồng hành cùng với các anh chị em trong gia đình. Và như chúng ta đã biết thì hôm qua Phạm Thiên Ngân cũng đã có cover lại bài hát Sao Trời Làm Gió. Và tiếp tục hôm nay thì ca sĩ Juno cũng đã tiếp tục tung ra bản cover của chính ca sĩ Juno trên kênh YouTube cá nhân. Juno có chia sẻ mời cả nhà cùng thưởng thức bản cover mới nhất của Juno Sao Trời Làm Gió. Đây là sáng tác của ca sĩ trẻ Hồ Phi Nan nha mọi người. Thì Juno cũng gửi lời cảm ơn Nan và quản lý đã cho phép Juno cover lại ca khúc này và hy vọng mọi người sẽ thích bản cover này của Duy. Mong mọi người ủng hộ để Duy tiếp tục thực hiện những sản phẩm chất lượng gửi đến khán giả. Và thật đặc biệt, trong cái ca khúc Sao Trời Làm Gió của ca sĩ Nan này thì hiện tại rất nhiều ca sĩ đã cover lại, Thiên Ngân cũng đã cover lại. Và hôm nay thì Thiên Ngân trong cái ca khúc này đã làm người bạn diễn của Yuno. Tuy không có hát nhưng diễn xuất của Thiên Ngân trong ca khúc này cũng rất là tuyệt vời. Mọi người cũng để lại nhiều bình luận khen rất là nhiều. Và đặc biệt, Tuyết Nhung có để lại bình luận như thế này. Tuyệt vời, nhưng thấy tội em tôi quá, ngồi không đó. Sao anh không cho em tôi khóc sướt mướt nữa đi? Thì ca sĩ Juno có chia sẻ Phạm Tuyết Nhung nữa, có mấy cảnh ngáp nữa mà cắt rồi. Câu trả lời đầy dí dỏm của Juno cũng nhận được rất là nhiều cái comment tiếp tục của khán giả. Mọi người để lại những bình luận như là lần này em con là người phụ bạc mà Phạm Tuyết Nhung và anh Duy là người phải khóc đó. Có rất nhiều cảm xúc khi mọi người nghe xong ca khúc này mà Juno cover lại. Lời bài hát nghe hay quá, Duy hát rất ngọt ngào da diết, nghe rất là cảm xúc. Bé Ngân phụ diễn mà không cầm tay cho bé tựa đầu vào, chứ ngày mai đi lấy chồng mà bị phạt đó nha. Mọi người cũng rất là thích đẩy thuyền cho cặp đôi màu vàng này nhé mọi người. Trở lại với thông tin
từ ca sĩ Mạnh Quỳnh. Ngày hôm trước thì Mạnh Quỳnh có chia sẻ bức ảnh và có đố khán thính giả fan hâm mộ là bức ảnh anh chụp ở đâu. Và sau 2 ngày thì Mạnh Quỳnh cũng vừa có lời giải đáp là hình được chụp vào tháng 4 năm 2016, buổi tập nhạc ở phòng Trà Quy chuẩn bị cho live show Cảm ơn cuộc đời kỷ niệm 20 năm ca hát của Mạnh Quỳnh vào ngày thứ Bảy 16 tháng 4 năm 2016 tại nhà hát Hòa Bình ạ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm. Vậy là đa số đều đoán là vào năm 2019, nhưng mà bây giờ chính tác giả Mạnh Quỳnh đã trả lời câu đố, đó chính là ở tại phòng Trà Quy cũng vào tháng 4 nhưng mà là năm 2016 nha mọi người. Và khi biết được câu trả lời của anh Mạnh Quỳnh thì nhiều khán giả cũng để lại thắc mắc, và có một số khán giả đã đưa ra minh chứng, đó chính là bức ảnh chụp năm 2016 cũng tại phòng Trà Quy nhưng mà nó khác hoàn toàn với cái bức ảnh mà anh Mạnh Quỳnh đố cho mọi người. Và rất nhiều fan hâm mộ càng khẳng định là bức ảnh mà anh Mạnh Quỳnh đố cho khán giả fan đó chính là vào năm 2019 và đã chỉ ra rất nhiều điểm khác biệt. Và không biết anh Mạnh Quỳnh có nhớ nhầm hay không, nhưng mà thực chất vào năm 2016 thì theo mình thấy lúc đó anh Mạnh Quỳnh còn hơi gầy, và năm 2019 thì có lẽ hơi tròn hơn một tí. Và bức ảnh anh chụp và đố fan thì fan đều khẳng định đó chính là vào năm 2019, nhưng mà khi anh trả lời như vậy thì nhiều fan hâm mộ cũng đành chịu mà thôi. Và hôm nay Trường Sang cũng vừa có chia sẻ mới trên trang cá nhân của Trường Sang là mùa lễ Vu Lan đến, dư âm tối đêm qua của Sang tại chùa Tường Nguyên cùng sư phụ. Em cảm ơn anh Tân đã tài trợ cho em những bức ảnh vô cùng chân thực và tự nhiên. Và trong mùa Vu Lan thì Trường Sang cũng đã có các hoạt động riêng, không có đi hát cùng với đàn gà con, nhưng mà những thông tin Trường Sang luôn cập nhật trên trang cá nhân cũng đã nhận được rất nhiều lời quan tâm, theo dõi của fan hâm mộ. Mọi người cũng chúc Trường Sang có một mùa Vu Lan thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc nha. Thấy hai anh em thật là dễ thương, tại vì những bức ảnh mà Trường Sang chia sẻ là chụp cùng với em trai Trường Huy nữa, nên mọi người cũng khen là tình cảm anh em thắm thiết, và cũng chúc sức khỏe cho hai anh em của Trường Sang và Trường Huy.